Tháng 4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát hiện trạng cầu Vùa bắc qua sông Châu, kết nối xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân và xã An Ninh, huyện Bình Lục. Cùng đi có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cầu Vùa có kết cấu bằng thép được xây dựng cách đây đã trên 50 năm, trong đó đường dẫn phía xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân kết nối với quốc lộ 38B, phía xã An Ninh, huyện Bình Lục tiếp giáp với đường tỉnh 496B. Sau nhiều năm hoạt động, cầu Vùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù các địa phương đã nhiều lần tu sửa, song cầu Vùa vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Trong khi đó, đây là cây cầu có ý nghĩa giao thương quan trọng, kết nối giữa các địa phương của hai huyện Lý Nhân và Bình Lục. Sau khi khảo sát thực tế thực trạng cầu Vùa, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng cây cầu mới kết nối giữa hai huyện Lý Nhân và Bình Lục là rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, tăng cường kết nối giao thương giữa Hà Nam và tỉnh Nam Định. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu, khảo sát các phương án thiết kế, dự trù tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào tháng 6 năm 2023, trong đó cần đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm tối đa kinh phí liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan tích cực phối hợp thực hiện các công việc thuộc ngành địa phương phụ trách để sớm triển khai dự án.